Hello, xin chào cả nhà ha. Cách để mọi người biết khẩu phách thiệt hay không ha, thì trước tiên mình ngửi thử hàng tự nhiên, nó phải có mùi thơm thơm dịu dịu tùy ha. Nó mùi nói chung là nó phải có mùi này mùi kia, nhưng mà mùi là nó dễ chịu, nói chung là dễ chịu đó. Còn cái loại mà này nó vẫn là tự nhiên mà đánh bóng rồi thì nó tròn trịa không, đánh bóng nó đẹp, thì cái loại này thì phải chà lên giải hoặc là chà lên giải đó, chà mà nóng lên á ngửi thì nó có hơi hơi thôi, cái mùi nó ít thôi, mùi ít thôi, tại vì đánh bóng rồi là nó mất mất đa phần mất mùi hơi hơi đó. Thì hoặc là bạn khoan vô cái lầu này nè, cái lỗ á, bạn khoan nhẹ thôi, khoan chút xíu thôi đó, thì bạn khoan lên xíu nó nóng, tại cái mũi khoan nó nóng á, bạn khoan vô cái đó, khoan vô cái lỗ này nè, cái lỗ mà sỏi dòng đó, bạn khoan thì bạn sẽ nghe được cái mùi thơm của khẩu phách, cái mùi nó dịu dịu dễ chịu, nói chung là cũng dễ chịu tùy loại ha, dễ chịu lắm đó. Còn không á là những cái loại này, còn cái loại này là đã qua nhiệt rồi thì nó đẹp được, cái nó đẹp đó, nhưng mà bạn khoan cái lỗ này á nó vẫn thơm nha, nó vẫn thơm, nhưng mà bạn kiểm định nha thì nó sẽ ra nhiệt. Tại sao lại nhiệt? Thì tại vì á hấp nhiệt lên á thì cái màu nó trong hơn, với lại nó có những bông hoa hoa này nè đó, những cái hoa, những cái lấp lánh dưới mặt trời đó, nhìn nó đẹp dễ bán hơn đó. Còn mà nếu như mà đeo mà tốt á thì mình phải đeo những cái loại mà thô hoặc là những cái loại mà không có qua nhiệt đó, thì cái đó là mình gợi ý gì thôi đó. Còn tùy, nhiều người ta vẫn thích cái loại mà màu đẹp, tại đẹp đeo ra cái nó lấp lánh nó chiếu á ha, nhìn là thấy khoái khoái chí đó. Thì ra vậy những loại này là đều hầu hết tự nhiên hết đó, là đều là nguyên khói ha, cái này là nguyên khói. Tại sao có là nói nguyên khói? Tại vì á nó sẽ có những cái loại mà gọi là hàng ép, hàng ép mình thí dụ á, cái hàng ép đó nó là từ những cái hổ phách mà dụng, hổ phách dụng trong cái quá trình mà mình mài á, thì nó sẽ có những cái bãi ra ha, nó bãi ra dụng á, hoặc là những cái hình cục gì nè nó không có đeo được, thì người ta sẽ cắt dụng ra, nó dụng ra rồi người ta ép nó lại, ép nó ra hình tròn đó, hình này hình kia nó ép hình tròn thì lại đó thì nó rẻ, cái đó là hổ phách ép. Còn có lại là hổ phách nấu, hổ phách nấu là hổ sao là nấu chảy cái viên này ra luôn, đổ khuôn,